đã có thêm 2 trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm AH7N9 tại Trung Quốc. Theo Cục Y tế Dự phòng, tuy Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm cúm AH7N9, nhưng do có đường biên giới dài với Trung Quốc nên nguy cơ dịch xâm nhập vào nước ta là rất cao. Theo Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, việc buôn bán gia cầm lậu gia tăng trong những tháng cuối năm tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch cúm AH7N9 vào Việt Nam. Hiện Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh ở gia cầm và trên người nhằm phát hiện sớm dịch bệnh xâm nhập, kịp thời ngăn chặn. Theo Bộ Y tế, cúm AH7N9 là một chủng mới có khả năng lây nhiễm cho người, dẫn đến viêm phổi nặng, tiến triển nhanh, tỷ lệ tử vong cao. Người nhiễm cúm AH7N9 có biểu hiện ho, sốt, khó thở, có tổn thương nhu mô phổi. Đến nay, toàn cầu ghi nhận gần 600 trường hợp dương tính với cúm AH7N9 ở 5 quốc gia, trong đó có 212 người đã tử vong.